Vâng, xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Nha Khoa cùng với nha sĩ Bùi Xuân Định. Xin chào anh Định. Chào chị Xuân Phương. Hôm nay thì cảm ơn anh đã trở lại với chương trình Nha Khoa với đài B1TV 57.3. Thì không biết hôm nay là anh chuẩn bị cho khán thính giả của đài cái phần chương trình gì anh? Nay tụi mình tiếp theo về vấn đề mà lấy gân máu. Thì nhưng mà có một cái đề tài mà nó liên hệ tới cái gân máu là cái là bột mủ ở chân răng. Thì nó sẽ dẫn liên hệ tại sao thường nó xảy ra ngay từ cái chỗ làm gân máu, hoặc là nó vì một cái chất độc ở trong cái gân máu mà nó không có lành được, thành ra lâu ngày nó tạo ra một cái bọc mủ. Nhưng mà thấy rằng vậy nó rất là quan trọng, nó rất là liên hệ. Nhưng có những cái trường hợp mà nó không có xảy ra vì cái gân máu, nhưng mà đây định liên kết lại để tạo ra một cái đề tài cho quý vị hiểu rõ thêm. Thì tại sao chúng ta có những bọc mủ ở cái chân răng? Thường thường bọc mủ có thể xảy ra ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ chân răng thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái, thường thường khi mà cái răng chúng ta có phần cứng và phần mềm. Phần mềm là cái tủy ở giữa, phần cứng là ở ngoài, rồi phần mềm nữa là cái túi nú xung quanh cái răng. Thì thường thường cái bọc mủ nó không có mọc từ cái túi ra, lâu lâu nó có cái cyst gọi là lateral cyst, parotid cyst, là nó từ cái phần mềm, nó thường thường đó là nó từ cái phần tủy ở giữa cái răng mà nó bị nhiễm trùng, rồi từ từ cái vì cái sự cô lập của vi trùng và cô lập những chất độc tiết ra vi trùng và bao bọc của sự hủy diệt từ cái sự đề kháng cơ thể và lâu ngày đó, nó thành lập một túi da chất chứa cái mủ, mà trong đó cũng có kháng thể mà cũng có vi trùng luôn, và cái đó chúng ta gọi là bọc mủ chân răng. Chúng ta thấy rằng nếu mà còn nhỏ mà có thể hủy diệt được thì chúng ta, nếu mà nó nhỏ nó mới bắt đầu chúng ta lấy gân máu, nhiều khi cái cơ thể chúng ta vì nó không còn cái lý do tại sao nó bị hư, bị viêm tủy nữa đó, thì tự nhiên cái bọc mủ từ từ nó cũng bị tiêu hủy đi, cái cơ thể chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta cái đề kháng nó đánh phá đi. Thứ nhì là nhiều khi trong lúc chúng ta lấy gân máu thì có thể phá vỡ cái màng da bao bọc bằng cách dùng cái lưỡi khoan nó thọc sâu qua hơn chút xíu nữa, chúng ta như làm bể cái màng da chút xíu nữa, và cái bắt đầu cho cái sự cơ thể bắt đầu vi vào nó hủy diệt. Và cái thứ ba là chúng ta phải giải phẫu, nếu mà nó bự quá đó, mà somehow mà nó bự quá mà lâu ngày quá đi thì nó có những cái màng nhầy nó rất là dày, và vì vậy chúng ta phải giải phẫu để chúng lấy bỏ nguyên cả cái túi mủ ra khỏi, rồi chúng ta ghép xương và chúng ta phải chám cái chóp răng ngược trở lại. Thì chúng ta thấy rằng cái bọc mủ chân răng á, nó rất là quan trọng. Thì cái sự thành công trong việc mà hủy diệt túi mủ á, thì ai cũng nói ồ cái này mình có cái túi mủ thì mình lấy gân máu thì nó hết đau. Nhưng mà chúng ta cái quan trọng nhất là cái túi mủ nó phải bị hủy diệt đi. Và thường thường người ta sợ, người ta nói là bây giờ mình cứ để như vậy hoài hay là mình đợi nó lớn nó hủy diệt, thường thường mình nên diệt nó đi. Thì thường thường cứ mỗi 6 tháng nó chụp cái phim để cho coi rằng cái túi mủ nó có lớn ra hay không. Nếu nó không lớn ra có nghĩa là nó chúng ta có thể đợi được. Nhưng mà nếu chắc là thấy lớn ra chúng ta phải đi vào để giải phẫu. Thì tiêu diệt tất cả những thứ, trước tiên chúng muốn thành công với túi mủ á, chúng ta phải tiêu diệt tất cả những lý do thành lập túi mủ. Chúng ta phải lấy gân máu cho đúng chuẩn. Chúng ta phải chám cái chóp răng, nếu mà chúng ta lấy không được vì cái phao nó bị gãy, hoặc là cái lưỡi khoan nó bị gãy, hoặc là cái đường gân máu nó cong quẹo, hay là vì cái chân răng nó cong quẹo thành ra chúng ta không cái lưỡi khoan đi xuống không được. Hoặc là nhiều khi có một cái đường gân máu đi xuống rồi nó chia làm hai làm ba, chúng ta không thể nào mà chám kín được hết. Thì những cái case đó là những cái case mà những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà chúng ta phải giải phẫu để chúng ta đi vào đó, chúng ta chám ngược cái chóp răng lại và để chúng ta tiêu diệt cái lý do mà thành lập cái bọc mủ. Cái bọc mủ là nên nhớ là cái bọc để bao bọc vi trùng, nó cô lập con vi trùng, cô lập chất độc, cô lập sự đề kháng, cô lập hết tất cả để cho nó không phát ra. Và nó rất là từ từ, rất là chậm, nhiều khi nó mất cả 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, nhiều khi trên cả 10 năm để nó lớn là từ từ. Vì vậy bởi vậy chứ không phải qua đêm. Và thường thường những cái răng mà nó có cái bọc mủ như vậy nó không có đau. Nó chỉ khi nào mà mủ nó lớn quá đi, nó bắt đầu nó ép vô những cái răng xung quanh á thì nó mới đau thôi. Còn khi còn nhỏ thì nó không có đau. Vì vậy mà lâu lâu nó thoát ra được ngoài, nó ra cái giống như cái mụn ở trong miệng. Thì giống như cái mùi hôi thì người ta không để ý thôi. Chứ thật sự là nó thật sự thường thường nó không có đau. Vì vậy có nhiều người ta để tới cả 9, 10 năm, 11, 12, 13, 14, 15 năm mà người ta không biết. Đến lúc mà mình nói ra cái thì mình phải chụp hình, mình chỉ với bệnh nhân và mình mà nói nếu mà anh chị chưa có tiền mình cứ đợi đi, nhưng mà anh chị nên nhớ là mình cứ chụp hình để coi cái sự lớn từ từ thì bạn biết bao nhiêu bệnh nhân mà định khuyên là mình nên làm càng sớm càng tốt. Nhưng thực sự cái bọc mủ nó đi rất là chậm. Thành ra nếu mà một người vì lý do tài chính hoặc vì mình đang đi học hay gì mà không có, hay con em đang thi gì đó, chúng ta có thể đợi được, không có sao cả.
Nhưng mà cái bọc mủ có liên quan đến cái bệnh mà hôi miệng hay hay không anh? Có thể chứ, tại vì nếu mà nó cái mủ á, là nó cứ nó tìm cách nó thoát ra, nó đâu có nằm trong xương này ngoài được. Thì khi nó ra thì nó tạo ra cái đường dây nó ra trong miệng, thì nó cứ nhả ra từ miệng. Nhưng mà cái đó là khi nó lớn thôi, còn khi nó nhỏ thì thường thường nó cũng cái cơ thể chúng ta cũng tương đối cô lập ra được, thì như vậy thì nó không có thoát ra, thì không dính nó hôi miệng. Nhưng mà khi nó thoát ra được thì nó sẽ dính hôi miệng. Nghĩa là rằng, có những trường hợp là những cái bọc mủ nhỏ nó có thể như vậy hoài mà không thay đổi, nó không lớn lên không, hay là có, bắt buộc nó cái, sẽ lớn? Cái nó có hai cái gọi là focal sclerosing osteitis, nghĩa là thường thường nhiều khi nó cái cơ thể chúng ta có đủ sức để mà cô lập nó và kềm chế nó không có lớn lên. Và có nhiều khi nó gọi là bone scar đó, tại vì trên x-ray nó nhìn thấy đen, cho đốm đen không thôi. Cái đốm đen không có nghĩa là có mủ, đốm đen có nghĩa là cái chỗ đó không có được đặt. Vì vậy cái tia quang tuyến nó đi ngang được thành đốm đen. Thì trong đầu nó cứ nghĩ là nó không được đặt, có nghĩa là phải có mủ, có nước trong đó. Nhưng mà có những cái case gọi là bone scar, là trong đó nó giống có những cái cavity, giống là một cái chỗ mà xương nó không có mọc vào được. Thì thường thường thứ nhất á, và cái bọc mủ thường thường khi chúng ta nhìn kỹ nó có cái đường trắng xung quanh, trong khi mà nó rõ rệt, hình tròn rõ rệt đi. Còn cái bone scar nó đen đen là nhiều khi nó cái bản lề nó cái rìa nó không được rõ rệt, nó hơi mờ ảo ảo chứ nó không có đến rõ rệt. Nhưng mà thấy rằng, và thứ nhất là chúng ta theo dõi 3 năm là 6 tháng rồi 1 năm, chúng ta thấy rõ ràng là một cái á, thì nó không có lớn ra, còn cái kia rõ ràng thấy lớn ra. Nhưng mà thấy rằng cái sự thành công là vấn đề phải tiêu diệt cái lý do thành lập bọc mủ. Chúng ta phải tiêu diệt cái bọc mủ, tại vì sau khi chúng ta lấy đi lý do ví dụ viêm tủy hay là viêm nú, thì chúng ta tới việc tiêu diệt bọc mủ cho vô, chúng ta lấy đi bọc mủ ra và theo dõi và ngăn ngừa cái sự tái tạo bọc mủ. Sau đó chúng ta phải chỉnh cái khớp nhai và giữ gìn vệ sinh để tạo môi trường thích ứng với việc xương tái tạo bọc mủ. Tại vì nếu mà cái răng đó mà nó cứ bị nhồi hay nó không đúng khớp, thì dù chúng ta có lấy cái bọc mủ ra rồi, nó sẽ tạo ra cái chỗ khác. Bởi vậy chúng ta phải chỉnh cái khớp nhai, phải làm cái răng nó đúng và giữ gìn vệ sinh để tạo môi trường thích ứng cho cái sự lành lặn của cái xương xung quanh cái chỗ đó. Và cuối cùng ta phải hoàn chỉnh và theo dõi sức khỏe, là những người mà bị ví dụ người ta bị tiểu đường, cơ thể cho dễ bị nhiễm trùng, thì mình phải nhớ là phải làm sao cái kiềm chế cái mức lượng của vi trùng để cho nó đừng có tăng lên quá, và vì vậy nó sẽ tạo ra những sự không tốt cho cái hàm răng chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ bởi vì bị đưa một đề tài nữa là cái chám chóp răng, là cái phương pháp mà chám gân máu bằng cách giải phẫu và chám chóp răng chỉ cần khoảng chừng 1-3 mm. Thì chất chám thì họ hồi xưa đó, lâu rồi họ dùng là chấm chì, là amalgam, tức là những cái chì xám xám á, thì họ mổ ra rồi họ lấy bọc mủ ra rồi họ chám ngược lại cái gân máu bằng chất chám chì. Nhưng mà bây giờ thì người ta thường là dùng là MTA, nó là mineral trioxide aggregate, nó là cái đồ nó giống cái package, một cái pouch nhỏ, nó gọi là Prolute MTA. Thì thường thường nó là calcium silicate compound cũng như là calcium oxide compound. Thì cái chất thực sự là 75% là chất xi măng. Tại sao là xi măng? Tại vì quý vị nhớ là khi mà trong bọc mủ nó có máu, khi mà mình mổ ra, lấy bọc mủ ra, cạo nạo làm sạch sẽ, thì trong đó máu nó phải chảy ra hoài. Chúng ta có thể làm cho nó khô nhưng nó vẫn phải ẩm ướt. Vì vậy nó cần một cái chất nào đó mà có thể đặt được trong cái môi trường mà không có được khô. Thì không có gì hơn bằng chất xi măng. Vì chúng ta, nếu mà quý vị có từng đã nhìn thấy cái sân xi măng mà xây cất á, nó làm cho da nó rất là khô. Dù nó có chế nước một hồi thế cho nó khô đến nỗi mà nó nứt da luôn. Là vì cái xi măng, bởi chúng ta thấy ở dưới sông mà làm những cái cầu á, họ cũng đổ xi măng xung quanh chân cầu. Nước như vậy mà nó vẫn đặc như thường. Có nghĩa là cái chất xi măng là cái chất duy nhất mà nó có thể đặc được dù chúng ta có đỡ nước. Nếu quý vị đã từng mix xi măng, trộn xi măng rồi, chúng ta thấy là chúng ta lấy ống nước chúng ta bỏ vô xi măng nhé, mà chúng ta không chịu trộn liền đó, lát ra tự nhiên ở dưới nó cái xi măng nó cũng đặc nữa. Ở trên là nước mà dưới xi măng nó vẫn đặc. Có nghĩa là xi măng là cái chất mà có thể đặc được trong cái môi trường mà ẩm ướt. Vì vậy nó 75% trọng lượng là xi măng. Vì vậy nó cũng là có một chút xíu độc ở trong đó, nhưng mà nó không có nhiều đủ để mà nó tạo ra sự hại cho cơ thể. Nhưng mà nó rất là tốt vì chúng ta chám ngược như vậy, thì đâm ra cái mục tiêu chúng ta làm cho cái răng không có thể nào mà làm cho vi trùng đi vô trong cái túi mủ nữa. Và vậy chúng ta tiêu diệt cái lý do mà cái viêm chóp răng tạo ra cái túi mủ. Thế gọi chất thứ nhì là chất bismuth oxide, là chất keo dính, là cũng 20% trọng lượng. Thì chúng ta thấy rằng nó rất là quan trọng, là bây giờ nếu chúng ta dùng để chám chóp răng á, thì mình dùng cái chất là MTA. Nó mắc tiền, nhưng mà tại vì thật sự là tại vì nó marketing theo bên nha khoa thôi, nhưng mà thật sự nó 75% là xi măng.
cái bệnh bự bự Home Depot mà có một cái đồng á, là thật sự tại vì không phải FDA approve, nó 75% là nó đó, là Portland Cement. Anh mua về anh trộn được không? Thật sự trong trường họ cũng nói cái họ câu có đó là thật sự bây giờ nếu mà định mình mà chúng ta qua bên những cái nước thiểu số mà chúng ta cần kiếp quá, chúng ta cần phải làm á, nếu mà có định cũng làm được không? Rồi cũng như trong bây giờ người ta nói là có nhiều chỗ mà trong lúc mà chiến tranh á, người ta dùng super glue để mà làm lành vết thương. Dạ, tôi thấy rồi. Thì chúng thấy rằng các trường hợp mà dùng phương pháp chám chóp răng là những trường hợp như sau. Thì đầu tiên thấy rõ ràng dùng nhiều nhất là khi mà lưỡi khoan gân máu nó bị gãy, không lấy ra được. Và khi nó gãy nó đứng ngay giữa, chúng ta muốn lấy làm sạch gân máu thì bởi vậy chúng ta không có đi qua được. Thì chúng ta thôi khỏi cần, mình cứ chám càng tốt càng tốt. Xong mình mổ ở dưới ra, mình chám ngược lại. Tại cái răng mà lấy gân máu để làm chi? Để cho mình lấy hết gân máu xong mình chám kín gân máu. Thì cái quan trọng là cái phía dưới cỡ 3-4 mm ở đây này. Nếu chúng ta chám kín rồi thì cái răng nó sẽ không có bị thành lập thứ mụ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta bị gãy nó đi xuống đâu có được, thì chúng ta phải mổ ở dưới mà đi ngược lên. Thì chúng ta chám ở phía dưới này thì nó đặt rồi, thế là nó không có gì chui từ cái răng, nó không có tạo ra cái vi trùng hoặc là môi trường để mà nó tạo ra cái thứ mụ nữa. Nghĩa là anh phải mổ ngược ở dưới lên để lấy cái lưỡi khoan ra. Một là nếu lấy được thì lấy, nếu không lấy được cũng không sao, miễn là mình khoan ngược lên rồi mình chám cái chóp. Thì cái khoang nó stuck, nó nghĩa là cái khoang nó sẽ nằm trong cái răng, nhưng mà nó đâu có ra được, không có gì chui ra được. Mình bít lại rồi, cái đầu trên này thì có cái crown, có cái chụp răng, đầu dưới này có cái xi măng, thì cái khoang nó nằm ở giữa thì nó chỉ có nằm chơi thôi. Nhưng mà cái chất của cái lưỡi khoang đó nó có làm hại gì? Có hai loại, một loại là nitride, là nitinol, titanium thì ok. Nhưng mà thật sự còn cái loại thứ nhì nữa mà stainless steel thì nhiều khi nó có thể có cái sự mà rỉ sét. Nhưng mà thật sự nó nằm ở giữa nó không có ra được. Cái quan trọng là lưỡi khoang nó đừng có đâm thọt ra ngoài xương. Thì nếu mà mình mổ ra thì mình mài cái thọt ra, mình ấn ngược nó lên. Tại vì nhiều khi mình rút ra không được. Thì mình ấn ngược nó lên xong mình chám bít đầu này, mình bít đầu này trên này, bít đầu này, tức là nằm ở giữa đó, không làm gì được. Cái quan trọng là thế. Cái đó tại sao chúng ta lấy gân máu cho này để chi? Để chúng ta không có cho vi trùng, những cái chất độc của vi trùng, những cái cơ thể đề kháng đánh nhau với vi trùng xảy ra vì mình bít được cái chóp răng. Thành ra cái chỗ coi như có nhưng như không có. Có vậy thôi. Thì chúng thấy rằng đầu tiên cái trường hợp mà dùng chám chóp răng là khi mà cái lưỡi khoang cái gân máu bị gãy không lấy ra được, ngăn cản làm sạch cái đường gân máu. Rồi cái thứ nhì là gân máu không lấy trọn được vì cản trở là vì chân răng nó bị cong. Nhiều khi nó hình chữ S nè. Hoặc nhiều khi nó cong 90 độ nè. Đâu có cái lưỡi khoang là đi xuống mà cong 90 độ đâu. Thành ra mình làm về mình cứ clean càng tốt, mình chám xong mình cười khì khì, xong mai mốt mình vô mình mổ ra, mình cắt cái phần cong đi, mình chám ngược lại đó, mình xong đó. Thì hoặc là gân máu chia cắt 2-3 đường không chám hết được, nhiều cái nó đi xuống nó chẻ làm hai, nhưng cái lưỡi con rắn vậy, mình bít bên này thì mình không bít được bên này, mình bít bên này không bít bên này, thì vậy thôi mình cứ bít bên đi rồi mổ ra mình bít bên kia đó. Rồi hoặc là cái răng lấy gân máu vì một lý do gì đó không lành được. Có nhiều case như định chỉ kỳ trước á, cái gân máu mình làm xong perfect từ trên dưới hết, mà không biết tại sao nó không chịu lành, bệnh nhân cứ đau hoài âm ỉ mày mày, mổ ra mình đợi cho nó ra hơi đen đen, cái mình làm sạch thiệt sạch, mình nạo sạch, mình chám ngược lại, thế là xong đó. Đó là những cái lúc mà định dùng chám chóp răng. Thì trường hợp này thì định nghĩ, nên nếu quý vị nhìn vào màn hình thì đầu tiên á, là cái cô bé này thì thật sự nếu chúng ta nhìn kỹ á, thì cái chóp răng á nó chưa có tạo hết, nó cái lỗ rất là bự. Vì vậy mình biết rằng nếu mà đi mà mình làm gân máu á, không cách nào mà mình feel được hết, thế nào nó cũng mình ấn vô đây á, thì nó sẽ thọt ra ngoài. Nó đâu chịu ở đó. Thế cái cyst rất là bự, tròn rất là bự lên ở đây và nó lây qua cái thằng bên cạnh luôn. Nhưng mà cái này thật sự để nói nè, thường thường á quý vị nhìn như vậy để nói ô, mình phải go ahead, mình lấy cái máu của thằng này luôn, lấy con này luôn. Nhưng định nói thật sự á, đầu tiên á, để cho save tiền bệnh nhân, mình làm thằng này, tự nhiên nhiều khi thằng này không bị gì. Nghĩa là cái răng bên cạnh nó chưa có bị hư, nó chỉ là cái cyst nó bự, nó lấn qua thôi. Nó lấn qua thì nó đẩy cái đường thần kinh qua, chứ không nghĩa là nó ăn cái đường dây thần kinh. Thì khi mà mình hủy nó xong rồi, tự nhiên nó lại trở lại bình thường. Thì nếu mình nhìn như vậy, nó sẽ thôi cái này cháu phải làm luôn hai cái. Hai cái mất, hai cái crown, hai cái gân máu, tốn tiền lại mổ bự. Chỉ bằng nó thôi chứ làm một cái thôi, chứ làm này xong cái này nhiều khi nó vẫn bình thường. Mà thật sự là định thấy là 80% nó bình thường. Chứ không phải là mình nhìn vậy là mình phải làm hai cái luôn. Đó. Thì chúng ta thấy là nó rất quan trọng khi mà người nha sĩ họ nhìn thấy được những cái đó thì họ save tiền bệnh nhân rất là nhiều. Chúng thấy rằng ở trường hợp này á, nhìn vào chúng ta không thấy gì sai cả.
Chứ nhìn 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 vào màn hình á, chúng thấy rằng cái răng không 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 có gì sai, không có mủ, không gì cả. Nó hơi hơi ra này chỗ này thôi. Đó. Thì như chị nói hồi nãy là nó có làm hôi miệng hay không thì lâu lâu nó nhả ra một chút xíu vậy thôi. Dạ. Thì bây trước tiên mình vô mình lấy gân máu, chỉ có răng đó nó không lấy thằng bên cạnh. Đó rồi mình lấy gân máu bình thường. Nhưng mà thấy không, đi xuống đây cái lưỡi khoan mà nhỏ đây, mà trong khi cái đường nó bự như vậy nè. Đâm ra lúc chúng chám lại thế nào cũng thọt ra ngoài. Thì vậy chúng ta phải cứ làm sạch, chúng ta lấy calcium hydroxide. Calcium hydroxide là cái loại bột á, nếu mà chúng ta làm của những người mà còn trẻ tuổi á, không những người lớn cũng được, xin xin lỗi, nhưng mà cái chóp răng chưa tạo ra, nếu chúng ta bỏ calcium hydroxide nó như cái paste, nó giống như là như như cái bột bột nó bóp vô vậy thôi. Nó không có đặc gì cả, nó giống như bột nó lên thôi. Thì cái đó nó sẽ tạo cho cái chóp răng, nó sẽ giúp cho cơ thể thành lập cái chóp răng. Vì vậy mình dùng đó. Thì đây là cái sau khi mình làm vậy, quý vị thấy khi mình bóp vô nó ra như là cái kem đánh răng vậy, nó lòi ra đầu này. Nhưng mà đối định nó không quan trọng, tại vì hiện giờ định muốn cái dùng cái chất này để tạo chóp răng, chứ không phải định muốn dùng cái chất này để mà là chám gân máu. Ở bên Việt Nam hồi xưa đó, người ta hay dùng cái này để chám gân máu luôn. Tại vì cái chất này nó rất là nó là rất là nhẹ nhàng cho cơ thể, nó không có độc, nó không có nó chỉ giúp cơ thể thôi, và cái gì mà ra ngoài á từ từ nó tiêu hết. Bởi vì nhiều người qua đây họ nói chứ sao bác nhớ bác lấy gân máu rồi, sao nhìn vô giờ sao nha sĩ nói là không không chưa lấy. Không phải bác ơi, bác dùng cái, họ dùng cái calcium hydroxide. Sau cái chừng 10 năm nó biến mất. Chị nhìn hôm nay thấy nó đặc vậy gì. 10 năm sau cái này nó biến mất, nó thành cái đường đen mình không thấy nó đâu. Nhưng mà nó sẽ giúp tạo cho cái chóp răng. Thì đây là cái mình làm như vậy. Thì cái kê này là mình đẩy nó ấn ra ngoài. Coi như là nó chạy ra ngoài và nó sẽ khô lại ở làm cái chóp răng ở bên đó. Nhưng mà 10 năm sau lại phải làm lại không anh? Cái không, chóp răng mình, nó có bị mất mình, không? Mình tạo chóp răng xong cỡ 6 tháng, 1 năm theo dõi, khi mình thấy cái chóp răng bắt đầu nó form rồi đó, là mình bắt đầu mình vô mình làm thường làm lại rồi. Mình lấy cái món tự nhiên kiểu thường rồi. Nhưng mình phải tạo cái chóp răng trước khi mình lấy. Thì cái khe này là cái khe mình định fill xong rồi, mình đợi lâu rồi, bây giờ anh chị thấy không, cái chỗ này này, cái mục này nó biến mất rồi, nó làm thấy rõ rồi, mình đi theo mình chụp hình rồi, thì mình bắt đầu mình vô mình mổ ra, thì mình mổ mình cắt, mình không có cả là đụng nhiều phía trên này. Và thêm một cái trường hợp khi mà chúng ta chấm chấp răng là gì, nhiều khi cái răng này nó làm cái post rồi, nó làm cái crown rồi, chúng ta có thể giật cái post ra, giật lỡ cái răng nó bị bể là sao, mất rồi mình phải làm implant, tội nghiệp người ta mà tốn tiền. Bởi vậy đầu tiên là chúng ta có thể chấm chấp răng bằng cách chúng ta lấy gân máu ngược lại và không đụng như cái crown. Đâm ra mình chỉ cần chám chóp răng thôi mà mình không phải làm lại cái crown. C người ta biết bao nhiêu tiền. Đó. Và chúng ta thấy rằng cái trường hợp này sau khi chúng ta làm xong rồi, cái mũ nó cũng bị hủy diệt rồi. Nhìn nó rất là đẹp. Cái câu đầu tiên á, người bệnh nhân lúc nào cũng hỏi rằng bây giờ nó lành tôi chữa làm gì tốn tiền. Nhưng mà nói không, tại vì cái túi mũ nó quá bự đi. Thế nào nó cũng từ từ nó sẽ nhiều khi vì vậy, vì mình không muốn làm bây giờ mà lỡ nó qua phía bên kia thì nó hậu họa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta mở ra một cái thì nhìn thấy cái túi mũ nó rất là mềm, nằm ngay đây. Thì chúng ta thấy rằng khi mà định bắt đầu định móc ra, nó rất là tròn. Này không phải mình khoan nha, cái này là tự nó có. Cái túi mũ. Đó, thì mình chỉ lấy túi mũ mình scoop ra, mình múc nó ra như vậy. Đó. Thì khi múc ra rồi á, thì chúng ta phải bỏ xương vào trong cái lỗ này. Đó, rồi xong chúng ta bỏ miếng vải. Cái miếng vải là miếng vải chặn thịt. Quý vị cứ tưởng tượng nha, chúng ta có một cái lỗ ở dưới này là xương, ở ngoài đây là thịt. Thịt bao giờ cũng mọc nhanh hơn xương cả. Bởi vậy mình phải để cái miếng vải để nó chặn thịt ra, không cho thịt mọc vô. Tại vì một khi mà thịt đã mọc vô cái túi đó rồi á, thì xương nó đâu có mọc lên được nữa. Và chúng ta chụp hình á, thịt á, quang tuyến nó đi xuyên qua được. Vì vậy nó sẽ thành màu đen. Nhìn vậy đâm ra, ô, cái này chị vẫn còn cái túi mũ, thật sự nó là vì thịt nó mọc vô rồi. Bởi vì quan trọng khi mà chúng ta đã mổ rồi đó, chúng ta phải dùng cái vải thịt chặn block cái thịt ra. Mình phải ngăn ngừa cái thịt không có mọc vô cái lỗ đó, để cho xương nó có cơ hội nó hình thành. Xương mọc nó cần tới cả gần 28 ngày để nó chui vô đó. Và cái tế bào nó trưởng thành từ 4 tháng tới 6 tháng để khi mà chụp hình cho nó nhìn thấy. Vì chúng ta phải theo dõi chụp hình 3 đến 6 tháng. Trong khi cái phía bên kia cái thịt nó mọc chỉ cần 28 ngày nó vô, 14 ngày nó vô mất tiêu rồi. Rồi nó crossing thế là xong. Chúng thấy rất quan trọng. Thì trường hợp thứ này thì chúng ta khâu lại. Và khi chúng ta khâu lại rồi nhìn vào phim quang tuyến á, chúng thấy là đâu có thấy cái túi mũ nữa. Nó rất là sạch sẽ. Ở đây là nguyên chỗ này là phiêu bằng xương này. Chúng thấy rằng theo dõi thì chúng ta thấy rằng quả như rất tốt. Thì chúng ta thấy rằng cái cấu tạo của bọc mũ của bệnh tủy răng là tủy răng nó chết lâu ngày rồi, nó tạo lớp da. Rồi nó ngăn chặn vi trùng từ cái sự hủy phá của xương.
cái lớp tế bao này nó cấu trúc như là một một cái lớp da mà cô lặp lại vậy. Bởi vậy mới đầu nó không nhìn thấy cái màng trắng, nó từ từ mới thấy lớn. Rồi sau thời gian nó lan cái chân bên cạnh. Ok, và vì mủ nó cứ kết tích tụ hoài, nó sẽ đẩy ra bằng những cái đường thoát mủ và những cái mục nhọt. Thì khi mà mỗi ngày người ta hay bóp cái mục đó để thì nó bớt nhất, mà hệ cái mục đó mà nó không có nó bắt đầu đau trở lại. Chúng ta thấy rằng nó rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng kỳ sau thì những chương trình sau định phải đi sâu vào nữa về cách để tiêu diệt từ túi mủ để quý vị nhìn thấy rõ ràng và cái phương pháp mà chám chóp răng trong những trường hợp mà định đã làm cho người bệnh nhân. Vâng, thì cảm ơn anh. Thì cảm ơn nha sĩ Bùi Xuân Định đã bỏ thời gian lên để mà trình bày với quý vị, để mà giúp cho chúng ta, tất cả chúng ta có thể hiểu thêm được một số các căn bệnh mà răng, mà theo Xuân Phương nghĩ là thí dụ như cái vấn đề mà có cái túi mủ ở trong răng á, và Xuân Phương thấy hình như nó cũng rất khá là thường, đúng không anh? Rất đôi là khi là chúng ta không tưởng là chỉ cần có nhiều người, nhất là Việt Nam, Xuân Phương thấy hình như họ cứ nghĩ là bị mủ trong răng rồi xúc nước muối. Có nhiều người làm như vậy rồi một thời gian giống như nó không đau không lành thì lại giống như bỏ quên, không có đi chữa. Nhưng mà nếu quý vị thấy như hồi nãy nha sĩ Bùi Xuân Định có nói, nếu mà chúng ta không đi chữa liền thì đôi lúc có những cái trường hợp cái bột mủ nó lớn lên và nó làm lan qua và hư thêm cái răng bên cạnh, thì tới lúc đó thì chúng ta vừa bị đau thêm và bị tốn tiền thêm nữa. Thì đến đây chương trình của chúng tôi cũng hết giờ rồi. Cảm ơn nha sĩ Bùi Xuân Định. Thì trước khi lần sóng thì muốn nói một điều này là khi thường là nhìn thấy rất nhiều người khi người ta bị túi mủ như vậy, thường họ cứ nghĩ là thôi mình nhổ ra đặt implant. Cái quan trọng là muốn chặn hết những chuyện đó. Thứ nhất là cái túi mủ nó dễ trị lắm. Lấy nó ra, làm cho nó sạch, để cho xương mọc vô, cái răng nó giống như bình thường, nó sẽ trở lại bình thường. Định không cần biết là cái túi mủ nó bự bao nhiêu, nó nhỏ bao nhiêu, nó lớn bao nhiêu. Định nhìn thấy rõ ràng là gần như là 100% là mình sẽ giữ được răng. Nhưng mà nhiều người đã nhìn vào đấy, ô cái này bự quá trời, túi mủ nó hư quá rồi, nó lung lay quá rồi, thôi nhổ ra đi rồi ghép xương làm như vậy. Trong khi cái này mình chỉ cần lấy nó ra làm cho nó sạch, cái răng đó vẫn có cái crown, vẫn gì nó là cái implant, nên nó có thể giữ được một cách rất là lâu dài, trên 10 năm rất dễ dàng. Vâng, cảm ơn anh. Thì tôi xin hẹn anh đến chương trình lần sau để mà chúng ta có thể nói nhiều hơn và đi sâu hơn vào cái bệnh mà bị mủ răng. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nha Khoa lần tới.